Xin chào anh em, thông báo gấp cho anh em, hiện tại đang có rất nhiều bug ở phiên bản Phong Vân Cầu Trường. Điều này ảnh hưởng đến rất là nhiều trải nghiệm chơi của chúng ta. Đặc biệt là anh em lâu không chơi, mới tải lại Liên Quân sau 3 tháng, 1 năm hoặc là 2 năm khi vừa nghĩa vụ quân sự trở về. Ấy vậy bug ấy toàn gặp ở các vị tướng hot pick thôi. Anh em mà luyện thêm các vị tướng tù mới dễ toang lắm. Vì hiểu sai về kỹ năng, dễ ảo tưởng sức mạnh, vậy nên đừng tin hoàn toàn mô tả kỹ năng của gạt rán trong in-game hoặc là trên web, vì đó đa số là các thông tin cú đích chưa được cập nhật. Vậy những vị tướng nào đang dính bug mô tả ở kỹ năng không đúng với thực tế, cùng TNG tìm hiểu ngay. Ed ơi, có tài khoản nào 500k mà có skin Elsu sứ giả tận thế không? 500 cánh, đắt quá, chỉ với 250 cánh thôi. Agrek, chưa chơi trận nào cho anh em cày tiện thắng Elsu sứ giả tận thế của anh em đây. Bạn muốn tìm Agrek với skin theo yêu cầu, hãy comment ngay dưới video. TNGshop.vn, ở đâu bán Agrek rẻ, TNGshop.vn bán rẻ hơn. John là xạ thủ siêu lết game, là mưa làm gió ở trong rank khi về dạng cuối game. Đặc biệt, nếu có thêm một trợ thủ ngon, John càng nguy hiểm hơn. Điều đáng nói là John dính cái lối sai về dịch thuật ở chiêu thức. Cụ thể ở chiêu 2, khi mà mô tả ghi là gây kèm 2% máu mục tiêu đã mất, nhưng thực tế lại là tới 7% khi chúng ta so sánh với bản Đài Loan. Vì sao sức mạnh lại bá đạo như vậy, trong khi mô tả lại ghi quá yếu? Ngộ Không là vị tướng siêu hot với khả năng sốc đam ảo ma cuối game. Nhiều anh em thích Ngộ Không vì dễ dàng đưa chủ lực kẻ địch lên bảng trong chớp mắt. Nhưng có một điều đáng chú ý là hôm 30 tháng 11 đã cập nhật phiên bản Phong Vân Cầu Trường và tiến hành chỉnh sửa Ngộ Không rồi. Giảm thời gian tàng hình chiêu 1 từ 1,5 giây xuống chỉ còn 1 giây, nhưng trong mô tả in-game của server mặt trời thì vẫn ghi là 1,5 giây. Đối với anh em khán giả thường xuyên theo dõi kênh Trảm Game thì sẽ biết, TNG thường nói anh em đừng quá tin vào những gì gà rán viết ở phần mô tả. Thật ra việc gà rán lười chỉnh sửa mô tả in-game và cả trên web thì người gặp bất lợi nhất đó chính là: thứ nhất là người mới chơi, thứ hai người không thường xuyên theo dõi chỉnh sửa, thứ ba không phải là khán giả của TNG. Vì đã là khán giả của kênh Trảm Game ấy thì luôn được TNG cập nhật các thông tin mới nhất. Thành ra anh em lâu không chơi, chơi lại đúng kiểu là đó đang ghi là 1,5 giây tàng hình, sao lại hiện hình nhanh vậy? Đúng kiểu là treo đồ dê bán thịt chó, anh em chú ý kẻo bị hớ nhá. Thứ ba, Didac pháp sư khá hot ở trong đỉnh cao. Ở rank và giải đấu ấy là pháp sư tầm tier dưới hơn so với những Tulen, Lirana, nhưng lại có cho bản thân khả năng bảo kê và khai quắc siêu ngon. Việc gà rán lười và làm sai mô tả chiêu cuối của Didac sẽ làm nhiều anh em cảm thấy bị hớ. Khi mà dựng chiêu cuối ra, Didac mỗi giây bị trừ 5 năng lượng, theo gà rán Việt Nam dịch là vậy. Nhưng thực tế, khi soi ở bản Đài Loan ấy thì phải là 5% mỗi giây bị mất. 5 năng lượng và 5% là hai con số hoàn toàn khác nhau. Khi mà giờ bị tướng pháp sư ấy, đặc biệt là Didac, năng lượng đúng nghĩa là kiểu là máu của vị tướng này. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng tính chất lại cực kỳ nghiêm trọng nhá. 5 năng lượng đúng kiểu là muối bỏ bể so với 5%. Sai một ly, đi một dặm đấy. Thứ tư, Kafeni, xạ thủ tier 1, có thể đi với rất nhiều kèo khác nhau, thậm chí đè đầu cưỡi cổ rất nhiều vị tướng xạ thủ kẻ địch. Cũng như tại Kafeni mà kết hợp Helen hay là Aiza, đúng kiểu bà trùm được rồng. Vậy mà Kafeni không được gạt dán quan tâm. Đối với anh em mới tập bắn Kafeni hoặc là bỏ game lâu ngày và khi bị dính cái bug đó chính là lập tức hóa giải làm chậm khi bấm chiêu 2, nhưng mà lại chẳng thấy đâu, vẫn bị làm chậm, ví dụ như là bị trượt băng của kẻ địch chẳng hạn. Nhưng khi các bạn đọc vào chiêu thức này, rõ ràng game ghi là lập tức hóa giải trạng thái làm chậm mà. Nhưng ở bản cập nhật rừng nguyên sinh hay đơn giản là ngay đầu mùa 23, cơ chế này của Kafeni đã bị xóa đi. Và việc gạt rán vẫn giữ cái mô tả ban đầu ấy sẽ làm nhiều anh em hiểu lầm và cho rằng game nhái phai phai đấy. Anh em chơi Kafeni chú ý nhá. Thứ năm, Elander, xạ thủ đi rừng hiệu quả và phổ biến hiếm hoi ở thời điểm hiện tại. Khả năng slow ball tốt vì là chất tướng mạnh ở dạng đầu và giữa game. Nhưng điều chúng ta cần phải chú ý đó chính là ở nội tại của Elan, gà rán bản Việt tại dòng cuối có cái mô tả khá là hoành tráng. Không cầm đèn tinh linh khi bạn dùng chiêu 1, chiêu 2 và chiêu cuối, tăng 50 tốc chạy và 20% tốc đánh. Nhưng so với bản Đài Loan nhá, dòng cuối nội tại Elan chỉ có là tăng 30 tốc chạy thôi. Nên nếu chúng ta chỉ đọc nội tại của Elan và chơi ở bản máy chủ mặt trời ấy, thì giai đoạn đầu sẽ kiểu, ủa, 20% tốc độ đánh và 50 tốc chạy của tôi đâu rồi? Thực tế, nếu thông số nội tại hoành tráng như vậy ấy, thì cái lượng ngọc của Elan ấy, thì chúng ta sẽ lên khác một chút, kiểu là sẽ nhiều viên tỷ lệ chiến mạng hơn, thêm hút máu chẳng hạn. Khổ thế đấy anh em ạ, đừng tưởng đọc cho in-game mà nó đúng. Thứ 6, Vedet đang nổi lên như một trợ thủ tấn công mạnh ở cả đấu rank và giải đấu với khả năng áp lực sớm vào rừng kẻ địch. Còn nếu các bạn đi rừng ư, đương nhiên lên full dam rồi. Việc mô tả sai ở chiếc cuối Vedet về cái lượng sát thương gây ra sẽ làm một số anh em chơi Vedet lên tank cảm thấy là hơi sai sai. Vì như gà rán ở bản máy chủ mặt trời mô tả ấy, thì dùng chiếc cuối gây 300 cộng với 1% công vật lý thành sát thương chuẩn. Nhưng ở bản đài nhá thì ghi là 1% công vật lý cộng thêm.
Tức là vết chúng ta càng lên nhiều sát thương, lượng đam mới càng to. Chứ nếu bạn lên tanh nhiều quá ấy, thì yếu hơn rất nhiều khi bổ chiêu cuối. Với việc sai mô tả này sẽ làm nhiều anh em định hướng sai về cái lối trang bị, đặc biệt là anh em đi rừng nhá. Không phải tự nhiên mà các tuyển thủ ấy lên full đam cho vết ở đi rừng đâu. Thứ 7, Aoi là một vị tướng đi rừng ngon nhưng không phải là thuộc dạng tranh nhau quá nhiều, vì ngon nhưng không hề dễ chơi. Khi chỉ cần đu ngáo chiêu 2 thôi, nghiệm luôn. Mà giờ cái mô tả sát thương chiêu 2 của Aoi ấy, gà rán cũng làm sai sót. Theo gà rán xem vào mặt trời ghi ấy, thì cứ 100 công lý tăng 1%. Nhưng so với bản Đài Loan ấy, thì phải là 100 công lý cộng thêm tăng 1%. Đừng tưởng là trước này nhiều dòng chữ mà chúng tôi lười đọc nhá anh gà. Thực tế thì thường chúng ta sẽ chú ý đến việc là đu chiêu 2 sao cho ảo cho hay, chứ ít khi các bạn để ý đến cái lượng đam mà trước này có thể gây ra. Tất nhiên là vẫn cần đọc với những em mới tập chơi Aoi để hiểu rõ hơn về cơ chế yêu thức. Toàn sai với cái quan trọng thôi. Thứ 8, Nagrod, thần rừng quốc dân ở cả giải và đấu ranh, là vị tướng hay được tranh chấp, đặc biệt ở chung kết APL. Bác ngần không có cơ hội múa bất kỳ một game Nagrod nào cả. Theo những gì gà rán mô tả ở chiêu 1 của Nagrod thì chỉ đơn giản là hất tung. Và nếu nhiều anh em mới chơi hoặc là bỏ game lâu quay lại thì sẽ khá mơ hồ khi không biết là hất tung trong bao lâu. Liệu có lâu như Chrissy là 1,5 giây trên không trung hay không, hay là như Senia 0,15 giây? Thực tế ở bên bản đài nhá, họ ghi rất là rõ ràng Nagrod sẽ hất tung trong 0,5 giây. Như thế người mới chơi sẽ nắm rõ được cơ chế của vị tướng này hơn. Nhỏ thôi nhưng nhiều khi rất là bối rối vì không biết hỏi ai, đúng không anh em? Nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc, comment hỏi tiên gì nhá. Thứ 9, Richter, vị tướng yêu thích sử dụng đi đường tà thần thường xuyên trong giải đấu, với khả năng đi hòa đường tới thắng, đồng thời có thể lên full tank hiệu quả, di chuyển bao bản đồ luôn. Nhưng ở rank thì không quá được trọng dụng và thường xuyên đi trợ thủ so với đi solo. Với Richter nhá, gà rán đã đánh lừa chúng ta một chút khi mà ở chiêu 1 gà rán đã mô tả sai: kiếm đỏ mỗi 80 công lý thêm 1%, kiếm lam mỗi 60 công lý thêm 1%. Nhưng thực tế sau khi chúng ta so sánh ở bản Đài Loan ấy, phải là công vật lý cộng thêm. Điều này lý giải vì sao Richter bên bản đài ấy thường là lên rất là nhiều sát thương và kèm ma chú, thay vì bản Việt nhà mình ấy thích cầm đồ semi và phun tanh đi trợ thủ. Tất nhiên Richter lên tanh ấy vẫn mạnh nhưng sẽ không thể gây quá nhiều sát thương được. Thứ 10, Hayate, xạ thủ định nghĩa cho anti tanh, khi nào có thể khiến tanker kẻ địch dù là Toro hay là Skirt ấy cũng phải khóc thét nhờ cái lượng sát thương chuẩn có thể gây ra liên tục. Với Hayate, gạt dán có một cái lối dịch thuật khá gây hiểu nhầm cho anh em, khi mà chiêu 1 gây sát thương sẽ đồng thời kích hoạt nội tại. Nhưng thực tế, bản đài nhá thì là kích hoạt hiệu ứng của đòn đánh thường. Cái nội tại của Hayate là gì? Đánh lan. Và sau 6 lần tấn công sẽ hồi nội năng. Trong 4 giây liên tiếp ấy, sát thương sẽ là sát thương chuẩn và có thể chí mạng. Thế thì như gà rán bản mặt trời mô tả ấy, khác nào nói, ngay ở phi tiêu đầu tiên chúng ta đã có thể đánh lan, lập tức gây sát thương chuẩn luôn đâu. Cũng như là nếu ghi như gà rán nhà mình ấy, anh em không quá hiểu Hayate sẽ kiểu tại sao Hayate chỉ phi tiêu chưa một lại kích hoạt được nội tại của Ryu Hyoga và Ao Băng, khi mà hai trang bị này cần phải kết hợp đánh thường, đúng không? Có một sự thật, chuyện gà lười không phải là lần đầu. Nếu các bạn để ý nhá, cái web của gà rán ấy lâu lắm rồi không cập nhật các vị tướng mới, những thông số đó ấy chắc để từ mùa 3, mùa 4 gì đấy. Có thể điều đó với một số anh em không quan trọng lắm, nhưng lười trong cả thông số in game ấy thì đúng là đáng trách. Cứ cho là nó không hề ảnh hưởng tới sát thương hay hiệu ứng mà chiếc tướng có mô tả sai, tuy nhiên sẽ ảnh hưởng tới phần lớn cái lối đồ của nhiều anh em, kiểu nhà công lý cộng thêm thì cần thêm nhiều đồ tấn công. Còn công lý thì đôi khi semi là đủ. Tiên Di mong sớm thôi, gà rán sẽ sửa lại tất cả mấy cái lối linh tinh này để anh em có trải nghiệm chơi game tốt nhất, đặc biệt anh em mới chơi hoặc là lâu không chơi game và bây giờ comeback trở lại. Tiên Di xin cảm ơn fanpage AOV Update Việt Nam đã tổng hợp lại tất cả thông tin tuyệt vời này tới các game thủ, đặc biệt anh em mới chơi hoặc tìm hiểu tướng nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip lần sau.